Chào tất cả mọi người, mình là Đức Thư và chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình. Thì theo như đúng chủ đề của video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về vấn đề là năm 2023 thì có nên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hay không, và nên đi đơn hàng nào, ngành nghề nào. Thì mình nghĩ là cái vấn đề này thì hiện tại ở Việt Nam thì có khá nhiều người đang quan tâm và thắc mắc ấy, là năm 2023 thì có nên đi hay là không đi. Thì mình là một người đang làm việc và sinh sống tại Nhật Bản ấy, thì cũng có một số thông tin mình tìm hiểu được và những cái thứ mình biết ấy, thì mình cũng muốn làm video clip này, mình chia sẻ đến cho mọi người để mọi người có thể là tìm hiểu, mọi người có thể là tham khảo qua cái video của mình. Thì mọi người cũng biết là bắt đầu từ năm 2021 ấy, là do tình hình là bùng dịch Covid rất là nhiều, thì hầu hết là các chuyến bay thương mại từ Việt Nam sang Nhật Bản, rồi là từ Nhật Bản về Việt Nam ấy, đều không thể thực hiện được, bởi là do chính phủ người ta chặn lại. Thì năm 2021 ấy, thì có khá nhiều bạn đang bị mắc kẹt ở Việt Nam, có nhiều bạn đang học tiếng để đi xuất khẩu lao động rồi, cũng có nhiều bạn ấy đang dự tính để đi học tiếng để đi xuất khẩu lao động ấy, nhưng mọi người đều đắn đo và không thể nào bay được. Thì đến năm 2022 ấy, thì là do có vaccine để điều trị Covid rồi, nên là tất cả mọi người đều được tiêm vaccine và những cái người đang bị Covid ấy cũng được điều trị. Và tiếp theo nữa là các cái chuyến bay thương mại từ Việt Nam sang Nhật Bản ấy, và từ Nhật Bản về Việt Nam ấy, thì được chính phủ Nhật Bản người ta phê duyệt và đều có thể bay được. Thì tất cả những cái bạn bị mắc kẹt từ năm 2021 ấy, thì đến năm 2022 thì đều có thể bay được sang Nhật Bản, và những cái bạn từ bên Nhật Bản ấy đều có thể về Việt Nam để chơi hoặc là có thể về hẳn được. Đến năm 2022 ấy, thì nó lại có thêm một vấn đề nữa, cái tỷ giá đồng yên mọi người cũng biết rồi, nó giảm xuống rất là mạnh. Thì từ năm 2020 đến năm 2021 ấy, tỷ giá đồng yên nó rất là cao luôn. Khi mọi người gửi một man yên về Việt Nam ấy, một man yên thì cứ tính là gọi là 10.000 yên ấy, 10.000 yên về Việt Nam thì ở Việt Nam sẽ nhận được khoảng độ là 2.100.000 đến 2.200.000. Nhưng mà sang đến năm 2022 thì từ đầu năm đến cuối năm ấy là nó cứ giảm dần. Đến thời điểm hiện tại là đầu năm 2023 thì một man yên 10.000 yên ấy, khi mọi người gửi về Việt Nam ấy, thì tính theo đúng tỷ giá tiền yên của ngày hôm nay thì mọi người ở Việt Nam chỉ nhận được có khoảng độ là 1.777.000. Thì đại khái là thời điểm hiện tại thì nó giảm khoảng độ là 400.000 trên một man yên khi mọi người gửi tiền về Việt Nam. Cách đây khoảng độ 1-2 năm trước ấy, nếu mọi người gửi khoảng độ 100 man yên về thì bên Việt Nam sẽ nhận được cỡ khoảng độ là 210 triệu đến 220 triệu. Nhưng mà thời điểm hiện tại, nếu mọi người gửi 100 man yên về cũng là số tiền như vậy, bên Việt Nam chỉ nhận được có 177 triệu thôi. Thì mọi người phải biết là cái đồng yên nó giảm giá cực mạnh. Thực ra là năm 2020-2021 ấy thì do cái tỷ giá đồng yên nó cũng tăng cao thì mới được như vậy. Còn cách đây khoảng độ vài năm trước ấy thì đồng yên nó cũng thấp thôi chứ không được cao như vậy. Nếu mà so thời điểm hiện tại với cách đây khoảng độ 1-2 năm trước ấy thì thời điểm hiện tại thì là nó kém xa rất là nhiều. Thì như hồi trước là cách đây khoảng độ vài năm trước, từ cái hồi mà mình vẫn chưa sang Nhật ấy, thì mình cũng nghe thông tin mọi người bảo là đi Nhật khoảng độ 3-5 năm về là cũng có số một khoản vốn ấy, về là cũng giàu, và chúng đông giàu là có tiền đấy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là mình đang trải nghiệm được là hơn 4 năm ở Nhật rồi, thì mình cũng xin khẳng định một điều luôn, sang bên Nhật đấy là chúng là không giàu, không có giàu, mà sang bên đây thì nó gọi là chuẩn ra là may mắn tùy từng người nhé. Nhiều người sang công việc tốt ổn định thì là 3-5 năm về thì mọi người có dư được khoảng độ là một vài trăm triệu đến 1 tỷ. Còn những cái người mà sang mà không có công việc không ổn định ấy thì 3-5 năm về kiểu gì kiểu cũng có dư, nhưng mà nó không được nhiều cho lắm ấy. Thì cụ thể là con số là bao nhiêu ấy thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, mình không thể là phân tích cụ thể được, nhưng mà mình sẽ chia sẻ gọi là để cho mọi người hiểu được. Thì cách đây khoảng độ là hơn 4 năm trước ấy, thì hồi mà mình đi xuất khẩu lao động ấy thì cái chi phí của mình phải bỏ ra để đi xuất khẩu lao động ấy là từ lúc học đến lúc bay là mình mất 200 triệu. Thực ra là cái công ty hồi đó mình học để đi xuất khẩu lao động ấy thì là người ta lấy chi phí hơi cao hơn rất nhiều so với bên các trung tâm khác ấy. Nên là có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi mình ấy, bảo nhờ mình tư vấn ấy, rồi là giới thiệu cho các bạn này là trung tâm hồi xưa mình đã học tiếng ấy. Nhưng thực sự mọi người ấy, là mình không dám giới thiệu cho mọi người là cái trung tâm hồi xưa mình đi xuất khẩu động, bởi vì là cái chi phí đi rất là cao, và mình cũng không dám đọc tên lên, bởi vì là khi mình đọc tên trung tâm lên ấy thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến trung tâm đấy, nên là mình cũng không muốn nói. Nên là mọi người nhờ mình tư vấn ấy thì mình sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn là cái đơn hàng nào, lên đi đơn hàng nào ở tỉnh nào, hoặc là cái mức lương này có được hay không, hoặc là lên đi trung tâm nào. Thì đặc biệt là những cái bạn ở miền Bắc ấy thì rất thuận lợi một điều ấy là trung tâm của mình tư vấn cho mọi người ấy thì là hầu hết là ở miền Bắc. Có khá nhiều bạn ở miền Trung, miền Nam mọi người cũng nhắn tin cho mình vào fanpage ấy của mình ấy, nhưng mà mọi người nhờ mình ấy thì mình cũng chỉ tư vấn qua được cho mọi người là mức lương này có lên đi hay không. Còn nếu mọi người hỏi mình là lên đi trung tâm nào ở trong miền Trung, miền Nam ấy, thực sự là mình không tìm hiểu trong đấy, mình không biết được, bởi vì là thời điểm hiện tại thì có khá nhiều các trung tâm tiếng Nhật nó mọc lên rồi, nên là mình cũng chỉ biết được khoảng độ một vài trung tâm tiếng Nhật uy tín ở miền Bắc ấy. Thì những cái bạn nào ở miền Bắc hoặc là những cái bạn nào mà ở trong miền Trung, miền Nam ấy mà tính ra miền Bắc học ấy thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người là lên Hà Nội học. Tất nhiên là mình giới thiệu cho mọi người ấy thì là những cái trung tâm uy tín và có chung là giá cả hợp lý để mọi người có thể là đi được sang, gọi chung là mọi người nhanh gỡ được vốn ấy và có dư ra. Thì mọi người cứ nhắn tin qua cái fanpage của mình ấy là Đức Thư Vlog xuất khẩu
lông Nhật Bản đấy. Thì khi rảnh rỗi thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn giúp mọi người. Tất nhiên là công việc của mình hơi bận ấy, thì không phải là lúc nào mình cũng kè kè điện thoại để mình trả lời mọi người được. Có nhiều lúc mọi người nhắn tin khoảng độ 2-3 ngày ấy, mình mới trả lời được, thì cũng mong mọi người thông cảm. Thì thực ra là hồi trước là cái hồi chưa có dịch ấy, thì cái chi phí hầu hết là các trung tâm ấy người ta cũng đều lấy chi phí cao. Thì sang bên Nhật ấy, hầu đấy tỷ giá đồng yên cao ấy, thì mọi người cũng kiếm mất tổng khoảng độ 1 năm. Bạn nào mà công việc thấp kém ấy thì mất tầm khoảng độ hơn năm. Thì hầu đấy chi phí của mình là đi hết 200 triệu, mình mất khoảng độ 1 năm 3 tháng, 1 năm 4 tháng từ đấy. Mình mới đủ số tiền để mình tích góp vào được 200 triệu ấy, sau khi trừ ăn ấy được 200 triệu dư để mình gửi về, thì mình mới đủ trả cái số vốn mà mình đi. Thực ra hồi trước mình đi ấy, thì nhà mình cũng không có kinh tế, thì là 200 triệu thì cũng là một khoản của bố mẹ mình. Một khoản đấy là bố mẹ mình đi vay mượn ấy, thì vay mượn xong thì phải trả thôi chứ không thể nào mà giữ được. Thế tính ra là mình đi xuất khẩu tổng cộng là 3 năm thì mất một khoảng độ 1 năm 4 tháng một, gọi là gần 1 năm rưỡi rồi. Gần 1 năm rưỡi để mình trả được số nợ 200 triệu. Và 1 năm rưỡi còn lại chính là cái số tiền mình kiếm ra được và mình ăn tiêu, mình dư ra được, mình gửi về nhà. Thực ra là cái hồi 2018 mình đi ấy, thì do hồi đấy công ty mình không có việc, nên là cái chi phí hàng tháng của mình là sau khi mà nhận về tay trừ ăn uống đi ấy, thì nó không dư được nhiều cho lắm ấy. Những cái bạn nào mà may mắn hơn ấy, mình là công việc, công ty có việc ấy, thì mọi người làm công việc cũng ổn thôi. Có nhiều bạn chưa đến 1 năm, có nhiều bạn thì đến 1 năm ấy là đã đủ số vốn ấy để mang gửi về để trả đủ số tiền là mình đi rồi. Còn lại là 2 năm còn lại là dư ra được nguyên khoản đấy. Thì mình cũng phải phân tích ra một số vấn đề đó để mọi người biết đấy, là sang bên Nhật ấy thì là may mắn tùy từng người nhé. Không phải là cứ ai sang là cũng công việc ổn định đâu. Có thể là mọi người sang cùng một đơn, cùng một ngành nghề, nhưng mà công ty bên bạn A này có việc thì cũng không đồng nghĩa một điều ấy là công ty bạn B cũng có việc. Bởi vì là mỗi một công ty ấy thì sẽ sản xuất một hàng khác nhau và một cái lượng công việc khác nhau. Nên là bên công ty bạn A ấy mà công ty có việc, có tăng ca làm thêm nhiều ấy, thì các bạn đấy được mức lương nhiều, thì tất nhiên một điều ấy là được mức lương nhiều ấy thì các bạn phải làm nhiều. Còn công ty bên bạn B ấy thì không có tăng ca làm thêm, không có làm đêm ấy, thì các bạn đấy bỏ thời gian ra ít thì các bạn sẽ được ít tiền. Đấy, đấy là một điều đương nhiên. Thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái thu nhập của tất cả mọi người ấy, là khi đi xuất khẩu lao động 3 năm thì dư được khoảng bao nhiêu tiền. Thì như mình nói là những cái bạn nào may mắn mà công việc làm thêm, tăng ca làm thêm nhiều ấy, hàng tháng gọi chung là làm nhiều ấy, thì 3 năm về sau khi mà trừ chi phí ra ấy, thì có nhiều bạn nhá, dư được 1 tỷ. Nhưng mà con số mà những cái bạn mà dư được 1 tỷ đấy thì là có chứ không phải không có ấy. Nhưng mà tất nhiên một điều là các bạn ấy phải bỏ công sức rất là nhiều. Trong 3 năm nằm miết là miết thì hầu như là cũng ngày nghỉ ít lắm, không có nghỉ. Đấy là của những cái bạn thu nhập cao. Còn những cái bạn mức thu nhập kha khá thì 3 năm về cũng dư được khoảng độ 500 đến 700 triệu. Còn nhiều bạn thì mức trung bình, mức yếu kém ấy, thì 3 năm về dư được khoảng độ là 300 triệu, 400 triệu hoặc là 400 rưỡi gì đấy. Đấy là đại khái là sau khi mà trừ tất cả các chi phí từ lúc ăn học bay đi ấy, thì mọi người còn dư được từng đấy, là sau khi xuất khẩu lao động 3 năm về. Đấy là chia sẻ thực tế của mình. Thì qua những cái thông tin vừa rồi mình chia sẻ cho mọi người thì mọi người cũng có thể thấy là năm 2021 và năm 2022 là hai cái năm khá bất ổn. Thì mình cũng chỉ hy vọng là năm 2023 tỷ giá đồng yên tăng lên thì mọi thứ ấy, nó sẽ trở về cái quỹ đạo bình thường. Thì theo dự tính của người ta ấy, thì đến khoảng độ tháng 3 năm 2023 hoặc là đến tháng 6 tháng 7 năm 2023 ấy, tỷ giá đồng yên ấy nó sẽ tăng trở lại. Thì tăng khoảng độ bao nhiêu ấy thì mình cũng không biết, đại khái là để mà tăng được lại về cái mức từ giống năm 2020-21 ấy thì nó rất là khó. Thì mình cũng chỉ hy vọng là thời điểm hiện tại lên năm 2023 ấy thì một man yên nó tăng lên thành được khoảng độ là 2 triệu khi quy đổi từ Việt Nam được 2 triệu. Chứ còn thời điểm hiện tại bây giờ là một man yên chỉ được có 1.700.000 thôi thì nó vẫn rất là thấp, không ăn thua. Ở thời điểm hiện tại thì là tất cả mọi thứ công việc bên Nhật đấy thì mình thấy là vẫn ổn bình thường, không có bị ảnh hưởng một chút nào cả. Chỉ khúc mắc ở cái chỗ ấy là cái tỷ giá đồng yên thấp, thì mình cũng không biết là khuyên mọi người lên đi hay là không, bởi vì là cái đó là quyết định của mọi người. Thì qua những cái phân tích của mình chia sẻ cho mọi người thì mọi người có thể lên tự quyết định nhá. Thứ nhất, thời điểm hiện tại thì là các công việc ở bên Nhật đấy thì tất cả mọi thứ nó đều hoạt động lại bình thường, chỉ có cái là tỷ giá đồng yên nó hơi thấp thôi. Thì khi mọi người ấy ăn uống chi tiêu xong, mọi người dư lại được ra bao nhiêu, mọi người quy đổi từ Việt Nam gửi về ấy, thì nó sẽ không được dư nhiều như hồi trước thôi. Nhưng mà năm 2022, năm 2023 ấy, thì nó có thêm nhiều cái điểm thuận lợi cho mọi người ấy. Như hồi trước khi mọi người đi hết xuất khẩu mọi lao động 3 năm ấy, đi xuất khẩu lao động thì visa tổng cộng là 3 năm. Thì sau khi mọi người hết 3 năm rồi ấy, mọi người phải về nước. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại ấy, thì là khi mọi người hết 3 năm ấy, thì mọi người đều có thể là gia hạn thêm được 2 năm nữa ở công ty cũ. Nếu mọi người không muốn ở công ty cũ nữa ấy, thì mọi người có thể là chuyển sang một cái visa mới, đó chính là visa tục tịch Geno, là giống cái visa của mình đây. Thì bắt đầu là từ năm 2021 ấy, do tình hình dịch Covid bùng phát, gọi chung là thiếu người lao động trầm trọng, thì bên chính phủ Nhật Bản ấy, người ta ra cái visa tục tịch Geno. Thực ra là cái visa tục tịch Geno ấy là cái visa kỹ năng định thì nó có từ năm 2019 rồi, nhưng mà đến năm 2021 ấy, thì người ta ưu tiên hơn, thì là cho phép những cái người mà đang làm việc ở Nhật ấy kết thúc 3 năm rồi theo quy định là phải về nước.
hoặc là có thể là ở lại công ty cũ 25, nhưng mà khi cái visa Tokugino ấy người ta nâng cao lên ấy, thì sau khi kết thúc 3 năm ấy mọi người không phải về nước nữa mà mọi người được phép chuyển việc ngang luôn. Có nghĩa là mọi người gần kết thúc 3 năm xuất khẩu lao động rồi, còn khoảng độ 2-3 tháng cuối thì mọi người sẽ đi tìm một công ty mới để mọi người phỏng vấn để chuyển sang công ty mới, sang công việc mới thoải mái. Thì về cái công việc của mình ấy thì mình cũng đã chia sẻ rất nhiều lần rồi, 4 năm mình làm ngành cơ khí và làm về bên là sản xuất linh kiện của máy móc. Thì mình cũng có một lời khuyên cho tất cả những cái bạn mà đang làm việc và sinh sống tại Nhật hoặc là tương lai sẽ sang Nhật đấy, thì các bạn đi sang Nhật rồi, xác định sang Nhật rồi ấy, thì cũng cố gắng hết 35 rồi mình chuyển sang một công ty mới, mình chuyển sang một môi trường mới, hoặc là mình có thể là chuyển sang được một công việc mới luôn. Đại khái là 35 trải nghiệm thế là đủ rồi. Mức lương của thực tập sinh ấy thì nó chỉ được thấp thôi, nó không được cao. Thì sau khi kết thúc 35 thì mọi người cố gắng ấy, chuyển sang công ty mới. Thì sau khi mọi người chuyển sang công ty mới ấy, thì cái mức lương của mọi người ấy nó sẽ được cao hơn, của chung là nó nhiều cái thuận lợi cho mọi người hơn. Thì qua tất cả những cái chia sẻ của mình ấy, thì cái việc là năm 2023 có lên đi xuất khẩu lao động hay không ấy, thì cái sự lựa chọn quyết định chính ấy vẫn là do mọi người. Thì mình cũng chỉ có một số lời khuyên như sau: nếu mà năm 2023 mà cái tỷ giá đồng yên mà nó tăng đúng như dự tính của người ta là đến khoảng độ tháng 3 hoặc là tháng 6, tháng 7 ấy, đồng yên nó tăng lên, thì mọi người năm 2023 đi xuất khẩu lao động thì khá là ổn. Còn nếu mà đồng yên ấy nó tăng được ít, hoặc là nó không tăng mạnh, hoặc là nó giữ ở vị trí thời điểm hiện tại, thì nó sẽ không ổn. Và cái ý tiếp theo mình muốn chia sẻ cho mọi người là đi xuất khẩu lao động thì nên đi những đơn hàng nào. Thì đơn hàng chính là những cái ngành nghề ấy, mọi người sang bên Nhật để mọi người làm việc. Thì đối với Lam ấy thì mọi người lên đi ngành cơ khí, đơn hàng lắp ráp linh ô tô này, đơn hàng hàn xì, rồi là đơn hàng đúc nhựa. Thì đây chính là những cái đơn hàng trong công xưởng ấy, thì có chung là công việc cũng khá ổn định, mình cũng muốn liệt kê ra cho mọi người tham khảo. Thì đối với Lam ấy thì mọi người cũng có thể đi đơn hàng xây dựng. Thì thường là đơn hàng xây dựng ấy thì dành cho những cái bạn mà có xăm chỗ, hình xăm chỗ trên người ấy, hoặc là không có bằng cấp 2, cấp 3 thì mọi người có thể đi đơn hàng xây dựng được. Còn đối với đơn hàng của nữ ấy thì mọi người lên đi các cái ngành như kiểu là ngành may này, hàng đóng gói công nghiệp này, chế biến thủy sản hoặc là chế biến thực phẩm. Về cái ngành chế biến thủy sản ấy thì là mọi người sang chế biến những cái con đùa biển ấy, như kiểu là ngao xóa ống hến ấy. Còn chế biến thực phẩm ấy thì mọi người có thể là vào làm cơm hộp này, chế biến thực phẩm nhanh như kiểu là xúc xích, bánh bao, bánh mì, hamburger, hoặc là chế biến thực phẩm ướp vị như kiểu là chế biến thịt gà, thịt lợn ấy để xuất, nói chung là bán trong siêu thị rồi trong các cái cửa hàng. Hoặc là cũng có thể là đóng hộp thực phẩm ấy, đóng hộp thực phẩm thì chính là đóng những cái hộp cơm này, những cái suất mì ramen ấy, đóng cũng xuất là siêu thị, xuất cửa hàng để bán ấy. Thì những cái bạn nào mà đi siêu thị ở bên Nhật ấy thì mọi người hay nhìn những cái hộp đấy, thì là do chính những cái bạn làm đơn hàng đấy thì các bạn đấy làm ra và xuất ra ngoài đây để bán cho người dân xung quanh. Thì như ở bên Nam mình chia sẻ cho mọi người ấy, có một cái ngành là ngành xây dựng, thì là dành cho những cái bạn mà không có bằng cấp 2, cấp 3 hoặc là có hình xăm chổ ấy thì mọi người vẫn có thể đi được. Thì thực tế là bên ngành của nữ ấy thì cũng có một đơn hàng tương tự như vậy, đó chính là ngành nông nghiệp, làm nông nghiệp là có chung là trồng rau, trồng củ quả đấy. Thì cũng những cái bạn mà có xăm chổ này, rồi những cái bạn mà không có bằng cấp 2, cấp 3 ấy, thì mọi người cũng có thể là đi được cái ngành nông nghiệp này. Thì đối với các công ty bên Nhật ấy thì người ta rất kiêng kỵ với hình xăm, nên là tất cả những cái đơn hàng trong công xưởng ấy thì người ta không lấy những cái người mà có hình xăm chổ hoặc là không có bằng cấp 2, cấp 3, nói chung là đa số là hạn chế nhá. Thì đặc biệt là những cái đơn hàng trong công xưởng ấy thì mọi người sẽ không phải chịu nắng, chịu mưa. Còn những cái đơn hàng như gọi là xây dựng, nông nghiệp đây thì hai cái ngành khá vất vả, mọi người phải làm ngoài trời ấy. Mùa hè thì chịu nắng, mà mùa đông thì chịu rét, nói chung là cũng hơi vất vả một chút. Nên là những cái đơn hàng mình chia sẻ cho mọi người ấy, thì mọi người cũng lên tìm hiểu kỹ. Thì nói về các đơn hàng đi xuất khẩu lao động ấy, thì mỗi một đơn hàng ấy thì sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau, nhưng mà đặc biệt một điều ấy là đơn hàng nào cũng sẽ có cái vất vả thôi, chứ không có đơn hàng nào gọi là nhàn rỗi mà rảnh rỗi mà ra được nhiều tiền cả, phải vất vả thì mới có tiền. Nên là tất nhiên một điều ấy mọi người xác định kỹ là sang bên Nhật ấy thì phải chịu khó chịu khổ ấy thì mới ra tiền được, còn nếu mà sang đây mà gọi là ngồi mát ăn bát vàng thì là không có đâu. Thì qua những cái chia sẻ ngắn gọn của mình ấy thì mình cũng có một lời khuyên như sau. Thì tất cả những cái bạn mà đang còn trẻ, còn trong là kinh tế ấy, gia đình chưa ổn định ấy, thì các bạn lên đi xuất khẩu lao động. Mọi người không đi nước này thì đi nước khác, không đi Nhật thì đi Hàn, mà không đi Hàn thì đi Nhật Bản ấy. Còn cái vấn đề là mọi người đi nước nào ấy, thì đó là sự lựa chọn của mọi người. Thì đại khái là sau khoảng độ là 3 đến 5 năm mọi người đi xuất khẩu lao động về ấy, thì mọi người sẽ dư được khoản vốn, ít ra là dư được khoảng độ vài trăm triệu. Thì theo cái ước tính của mình ấy thì sẽ hơn khi mọi người làm ở Việt Nam. 3 đến 5 năm ở Việt Nam ấy thì những cái người mà có công việc ổn định, người ta có mức lương cao thì mình không nói làm gì. Nhưng mà đối với những cái người bình thường đi làm công nhân ấy, đi làm công ty thì 3 đến 5 năm mọi người cứ tính ra mọi người dư được bao nhiêu tiền. Cái vấn đề là 3 đến 5 năm mọi người ở Việt Nam dư được bao nhiêu tiền ấy thì mình không rõ, nhưng đại khái là nó được rất là nhỏ thôi. Nhưng mà khi mọi người đi nước ngoài khoảng độ 3 đến 5 năm, kiểu gì kiểu về cũng được cỡ khoảng độ 3, 5, 7 triệu đến 1 tỷ. Có nghĩa là một khoản dư ra để mọi người có một cái kinh tế để mọi người về làm ăn. Chịu khó vất vả khoảng độ là 3 đến 5 năm thôi là về mọi người có một kinh tế ổn định rồi. Nếu mà cũng là cái thời gian đấy mọi người ở Việt Nam mọi người làm việc thì mình chưa chắc là mọi người đã dư ra được cái khoản đấy đâu. Rất là khó ạ.
Thì tất cả những cái thứ vừa rồi mình chia sẻ cho mọi người ấy, thì là có thể có ích cho nhiều người, có thể là không có ích cho nhiều người. Nhưng mà mục đích chính của mình ấy, mình muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người có thể tham khảo. Và cái sự lựa chọn quyết định cuối cùng ấy là do mọi người. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý và thích ấy, thì đừng quên ủng hộ mình bằng một lượt like video và một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.